đỗ xe tùy tiện khi đón con em, học sinh không chấp hành luật giao thông đường bộ và các hàng quán xe đẩy bày bán la liệt những món ăn đường phố. Thực trạng đó không chỉ là nguyên nhân gây nên tình trạng ách tắc tại các cổng trường, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của các em học sinh trước cổng trường. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hàng ngày, cứ vào giờ tan trường, tình trạng ùn tắc giao thông lại diễn ra trước các cổng trường ở khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. Dù đường giao thông rộng rãi, thuận tiện, nhưng tình trạng tắc nghẽn giao thông vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực ngã ba đường Nhà Chung và Trần Phú, nơi tập trung ba trường Trung học phổ thông Quang Trung, Tây Sơn và chuyên Thăng Long. Dù có lực lượng cảnh sát đứng điều tiết giao thông, nhưng trật tự vẫn hết sức lộn xộn. Hàng trăm xe máy và xe ô tô của phụ huynh đổ ngay dưới lòng đường trước cổng trường để chờ đón con. Các phương tiện qua lại khác phải cố gắng luồn lách, nhưng vẫn khó qua được. Tình trạng dồn ứ tại khu vực này ngày nào cũng kéo dài hơn 30 phút. Thứ nhất là xe máy càng nhiều, mà thứ hai là xe con càng đầu lấn chiếm lề đường nữa. Từ chỗ đó là có rất vấn đề là cái đón con em rất khó khăn. Khó khăn nhất là cái đến khi mà mình muốn đi qua đường rồi là người đi băng qua, người khác băng lại là mình cũng có thể là quá chứ mình. Nhiều khi mình dậm thẳng một cái là trở thành nắng kịp. Đứng trước cổng một vài ngôi trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Lạt vào chiều tan trường, nhiều phụ huynh đến đón con đã phải lắc đầu ngao ngán khi thấy nhóm học sinh ngụy trang làm người lớn với quần áo xộc xệch, phóng xe tay ga đời mới vút ra đường. Hay thậm chí, nhiều em đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, để nguyên cả trang phục học trò, ngang nhiên vút thẳng, hòa vào dòng người đang tấp nập. Chưa đủ tuổi, chưa học luật và thi lấy giấy phép lái xe, cũng như chưa có kỹ năng xử lý sự cố, nên tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Những bạn nằm trang lứa chưa đủ tuổi nhưng lại tham gia những chiếc xe phân khối lớn thì sẽ ảnh hưởng tới vi phạm pháp luật, cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, cũng chính những người tham gia giao thông khác, gây ra nhiều vụ tai nạn hơn. Và đặc biệt là đất nước ta đang hướng tới văn minh an toàn giao thông, nếu mà như vậy thì không thể nào đạt được cái mục tiêu mình đề ra. Trong thời gian vừa qua, vào cái giờ cao điểm học sinh tan lớp, mà cán bộ công nhân viên tan sở, thì cái tình trạng tại các cái ngã ba, tại các cái địa điểm mà có trường học thì thường xảy ra cái quá tải và có đôi khi là xảy ra ùn tắc cục bộ. Qua đây thì chúng tôi cũng đề nghị cái việc này là cũng không phải là trách nhiệm của một mình cái lực lượng công an, mà đây là trách nhiệm của các ban ngành. Thứ nhất là đề nghị coi như là các ban ngành, thứ nhất là cái cơ quan giáo dục phải chỉ đạo các trường học phải có bố trí cái việc là bãi đậu xe để cho các phụ huynh đưa đón con em khi mà tan trường, để giảm tải bớt cái tình trạng mà xe đậu ở ngoài lòng đường gây cản trở giao thông. Góp phần gây nên sự lộn xộn trước cổng trường là đội ngũ người bán hàng rong tụ tập mỗi ngày. Mặc dù trước các cổng trường luôn có bảng cấm tụ tập buôn bán, tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường để giữ xe buôn bán lâu nay vẫn diễn ra phức tạp tại trước cổng trường. Bên cạnh đó, điều đáng để lưu tâm hơn chính là những món ăn vặt này được bày bán trong hàng quán trên đường như thế này, không thể biết được chất lượng như thế nào, có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay độ an toàn vệ sinh thực phẩm đạt mức nào. Đa số các mặt hàng được bày bán trước cổng trường chỉ bày trên khay, tủ không cửa, các sổ đựng không đậy hoặc bánh kẹo không rõ xuất xứ. Do đó, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao. Thế nhưng, các em học sinh vẫn cứ vô tư thưởng thức chúng một cách thích thú mà chẳng chút lo lắng. Không để con mình ăn ở ngoài quán vỉa hè. Thường là cô nấu nướng ở nhà cho cháu ăn. Cho nên là cô cũng nói là không được ăn uống linh tinh. Và có ăn thì cũng phải chọn những cái chỗ nào nó đảm bảo vệ sinh. Đối với về phía nhà trường thì luôn luôn ở dưới cờ hàng tuần, ở bên đoàn đội luôn luôn nhắc các em học sinh và lãnh đạo nhà trường luôn luôn nhắc về cái việc kết hợp với cái phòng y tế của nhà trường, việc cái đảm bảo cái an toàn thực phẩm, giáo dục các em trong khi sử dụng các cái thức ăn, nhất là những cái thực phẩm ở ngoài gia đình, phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Về phía nhà trường thì cũng có căng tin, thì nói chung là được cơ quan y tế luôn luôn được thẩm định về cái an toàn thực phẩm nhà trường. Còn đối với ngoài nhà trường thì về phía nhà trường cũng nhắc nhở, đặc biệt cái phụ huynh học sinh khi đưa đón làm thế nào phải đảm bảo cái sức khỏe cho các em học sinh nhà trường khi ăn những cái loại thực phẩm, những cái hàng quán
bên đường. Thực trạng trên rất nhiều người thấy, nhiều người nói, báo chí cũng đã vào cuộc phản ánh không ít lần. Thế nhưng đâu lại vào đấy, vẫn tiếp tục tái diễn thường xuyên, nhưng không có biện pháp thỏa đáng nào để giải quyết triệt để. Biết đến khi nào khẩu hiệu cổng trường an toàn không chỉ là khẩu hiệu, và bao giờ trước cổng trường mới thôi hết những hiểm họa tiềm ẩn. Trang trại sản xuất của Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp Đà Lạt, nơi đang tập trung thử nghiệm các loại cây trồng mang thế mạnh đặc trưng của Đà Lạt như ớt chuông đỏ, dâu tây, cà chua, dừa papeno theo phương pháp của chương trình hỗ trợ chuyên gia tư vấn cao cấp Hà Lan